sức mạnh kinh tế, cải tiến y tế, giáo dục hàng top và vô vàn điểm ấn tượng trong văn hóa xã hội đã biến Mỹ trở thành một điểm đến an cư lập nghiệp hấp dẫn. Thế nhưng mà giấc mơ Mỹ thường mơ dễ khó thành. Thậm chí giờ đây nhập cư bằng con đường tri thức cũng là một sự lựa chọn khốc liệt khi phải đầu tư con số khổng lồ cho cả tiền bạc và thời gian, trong khi chưa chắc đã gặt hái được tương lai như mong đợi. Thế rồi, STEM xuất hiện. Theo báo cáo thường niên Open Doors 2022 của Viện Giáo dục Quốc tế, tỷ lệ người Việt chọn khối ngành STEM là 47,1%, chiếm khoảng 3/4 tổng số du học sinh Việt tại Mỹ. Điều này có nghĩa là cứ 10 người Việt đến Mỹ sẽ có 5 người học STEM. Dường như là STEM đã trở thành bảo chứng cho tương lai tại đất Mỹ. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là STEM? STEM là gì? Làm thế nào mà STEM đã vượt ra ngoài phạm vi mối quan tâm về khối ngành học để mở ra cơ hội nhập cư tuyệt vời như thế? Nếu như mà bạn cũng đang ấp ủ giấc mơ Mỹ và quan tâm tới con đường du học khối ngành STEM thì video này chính là tất cả câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm. Từ cách phân biệt STEM và non-STEM tới sự lựa chọn để dễ được cấp thẻ xanh và có cơ hội định cư lâu dài ở Mỹ. Video này được thực hiện từ nội dung trích dẫn trong cuốn sách Bước ra thế giới, đường tới nước Mỹ do tiến sĩ Phạm Đức Hùng chủ biên. Đây là cuốn cẩm nang toàn diện nhất về du học Mỹ, được viết và phân bổ theo nhiều ngành nghề và vạch ra nhiều con đường khác nhau dẫn đến giấc mơ Mỹ. Bạn có thể đặt mua cuốn sách tại tab sản phẩm bên dưới video nhé. Còn bây giờ, bắt đầu thế nào? Vì sao học STEM quan trọng khi tìm việc ở Mỹ sau này? STEM là viết tắt của nhóm ngành Science, Technology, Engineering, Mathematics, Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học. Các ngành STEM được chia thành nhiều chuyên ngành cụ thể như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Thông thường sau khi tốt nghiệp đại học Mỹ, sinh viên quốc tế chỉ có thể làm việc 1 năm mà không cần bảo lãnh từ một công ty Mỹ. Thế nhưng trong trường hợp sinh viên quốc tế từng học một ngành thuộc lĩnh vực STEM, bạn có thể được cấp visa cho phép làm việc tối đa tới 3 năm. Để hiểu được quyền lực của khối ngành STEM trong ảnh hưởng đến sự bảo lãnh cho các sinh viên quốc tế, thì hãy cùng với Spider Room tìm hiểu về cách để bảo lãnh nói chung cho một sinh viên quốc tế tại Mỹ. Khi một công ty hoặc tổ chức Mỹ bảo lãnh một sinh viên quốc tế, họ phải đầu tư khá là nhiều tiền để giữ lại bạn ở Mỹ. Thường công ty Mỹ có hai hướng, bảo lãnh visa H-1B hoặc bảo lãnh thẻ xanh. H-1B là visa lao động, chỉ dành cho người có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Visa kéo dài 3 năm nhưng có thể được làm mới để kéo dài tối đa 6 năm. Một công ty phải chi ra từ 10.000 đến 15.000 đô cho mọi loại chi phí để nộp đơn xin visa H-1B cho nhân viên. Thế nhưng mà rủi ro nằm ở việc mỗi năm, chính phủ Mỹ chỉ cấp 65.000 visa H-1B, trong đó 20.000 visa H-1B dành cho người có bằng thạc sĩ trở lên. Số người nộp đơn xin H-1B vào năm 2021 là hơn 270.000 người, gấp 3 lần hạn ngạch. Vậy nên, hàng năm chính phủ Mỹ sẽ quay sổ số để chọn ai được nhận H-1B. Nếu bạn trượt, công ty của bạn coi như mất tiền mà không nhận được gì hết. Còn về thẻ xanh thuộc dạng lao động được chia ra làm 5 loại khác nhau. Nói chung, mỗi loại cũng có hạn ngạch giống như là H-1B1, nhưng công ty phải chi nhiều hơn một chút, từ 15.000 đến 20.000 đô để nộp đơn bảo lãnh thẻ xanh cho bạn. Ngoài việc mắc tiền hơn, công ty cũng gặp rủi ro là bạn có thể chuyển sang làm cho một công ty khác khi mà đã có thẻ xanh. Vì vậy, nhiều nơi ký hợp đồng yêu cầu nhân viên cam kết rằng sau khi nhận được thẻ xanh, bạn phải làm việc cho công ty đó trong một thời gian nhất định trước khi chuyển nơi làm. Vì bảo lãnh tốn quá nhiều tiền và phụ thuộc nhiều vào may rủi như vậy, các công ty thường ngại thuê sinh viên quốc tế ngay từ đầu, đặc biệt là những bạn chỉ có thể làm việc 1 năm. Việc bỏ ra mười mấy ngàn đô bảo lãnh cho một sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng mang lại quá nhiều rủi ro cho công ty. Nhưng trong tình huống của các sinh viên quốc tế học ngành STEM thì lại khác. Những cá nhân này có thể làm việc 3 năm mà không cần công ty bảo lãnh. Vậy là trong 3 năm đầu, công ty thuê một sinh viên quốc tế làm việc như là thuê một người Mỹ bình thường, không phải làm giấy tờ gì cả. Trong giai đoạn 3 năm này, công ty có đủ thời gian để đánh giá năng lực làm việc của sinh viên quốc tế, quyết định người này có đáng để họ đầu tư H-1B hoặc thẻ xanh hay không. Ngoài ra, lợi thế khác của sinh viên quốc tế học ngành STEM còn nằm ở chỗ, công ty có thể nộp đơn xin H-1B cho bạn nhiều lần nếu bạn trượt sổ số năm nhất hoặc năm hai. Vì những lý do này, công ty Mỹ ưng thuê các bạn có thể làm 3 năm không cần bảo lãnh hơn là các bạn chỉ được làm 1 năm. Vậy, ngành nào được tính là STEM và không phải là STEM? Ok,
tổng quan về lợi thế của STEM cũng khá là dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái khó ở đây là làm thế nào để bạn nhận biết được đâu là ngành học STEM? Hãy cùng đi vào cách mà Đại học Mỹ xếp loại ngành học nhé. Tất cả các ngành học ở Mỹ đều được chuẩn hóa với một con số gọi là CIP. Tuy nhiên, tên ngành mà trường đại học đặt là một chuyện, tên của CIP lại là chuyện khác. Thế nên có khi cùng một tên ngành học nhưng khác số CIP thì chúng cũng đã có thể trở thành một ngành STEM và một ngành non-STEM rồi. Ví dụ, trường Earlham College có ngành Psychology với số CIP là 42,0101 Psychology General. Nhưng trường cũ của tôi thì là Wabash College cũng có ngành Psychology với số CIP là 42,2704 Experimental Psychology. Nếu bạn xem danh sách STEM của chính phủ Mỹ, bạn sẽ thấy cái CIP thứ nhất không phải là STEM, nhưng CIP thứ hai lại là STEM. Cho nên, hai trường cùng bang, cùng là đại học khai phóng, cùng có một ngành với tên giống hệt nhau trên website, nhưng cách xếp hạng lại hoàn toàn khác nhau. Khiến việc tốt nghiệp từ Oldham với ngành Psychology, bạn chỉ có thể làm 1 năm, nhưng nếu tốt nghiệp từ Wabash với ngành Psychology, bạn có thể làm 3 năm. Một ví dụ khác là trường University of Notre Dame có ngành kiến trúc với CIP là 04,0201 Architecture, nhưng mà Rhode Island School of Design có ngành kiến trúc với CIP là 04,0902 Architecture and Building Sciences Technology. CIP thứ nhất không phải là STEM, CIP thứ hai lại là STEM. Một lần nữa, hai trường có một ngành với tên gọi hệt nhau nhưng cách xếp loại thì lại hoàn toàn khác. Một số đại học Mỹ hiểu điều này nên tìm cách đổi thông số xếp loại ngành để thu hút nhiều sinh viên quốc tế hơn. Và không trường nào làm món này tốt hơn New York University. NYU tạo hẳn một webpage riêng liệt kê tất cả các ngành STEM cho sinh viên quốc tế. Một số ngành thường không phải là STEM ở các trường khác, nhưng lại là STEM ở NYU. Khi thấy ngành Journalism ở NYU cũng được tính là STEM, tôi đã rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe ngành này là STEM ở đâu khác. Lẽ ra ngành Journalism phải có CIP là 09,0401 Journalism, nhưng NYU lại xếp nó vào CIP 09,0702 Digital Communication and Media Multimedia, tức là nó nằm trong danh sách STEM của chính phủ Mỹ. Đây có lẽ là lý do mà NYU là một trong những đại học có nhiều sinh viên quốc tế nhất nước Mỹ trong mọi bậc học. Học sinh quốc tế chiếm gần 25% tổng số sinh viên ở NYU. CIP không thể đổi tùy tiện, cái CIP trường chọn phải hợp với cấu trúc bản chất của ngành đó. Nếu không, các trường sẽ gặp rắc rối vì mỗi 5 năm, Bộ Giáo dục Mỹ sẽ kiểm toán tất cả các CIP của trường. Dựa trên cách xếp loại ngành học trên, tôi có thể tổng kết được một số ngành học chắc chắn là STEM và một số thì gần như không bao giờ là STEM ở bất kỳ đại học Mỹ nào. Ngành điều dưỡng nhiều người tưởng lầm là STEM, nhưng không phải. Nhiều cá nhân và tổ chức ở Mỹ đang cố gắng thay đổi điều này vì nước Mỹ đang thiếu y tá trầm trọng. Những ngành gần như chắc chắn là STEM ở bất cứ đại học Mỹ nào, bao gồm Computer Science, Mathematics, Biology, Chemistry, Biochemistry, Physics, Engineering, Chemical, Mechanical, Biomedical, Aerospace, Data Science, Data Analytics, Business Analytics. Có những ngành gần như không bao giờ là STEM ở bất cứ đại học Mỹ nào, bao gồm Nursing, Sociology, Political Science, Literature, History, Philosophy, Studio Art và toàn bộ các ngành ngôn ngữ như là French, Mandarin, Spanish, Latin, v.v. Ok, vậy giờ nếu ngành bạn muốn học không phải là STEM thì sao? Đối với các ngành chắc chắn là STEM, tôi không bình luận về nó. Những ngành thú vị nhất thuộc nhóm thứ ba, nó là STEM ở một số trường nhưng mà lại không phải là STEM ở trường khác. Đáng tiếc là đại đa số đại học Mỹ không công bố cụ thể ngành nào là STEM, ngành nào không phải là STEM. Một cách đơn giản để biết một ngành của trường là STEM hay non-STEM là nhắn thẳng lên văn phòng quốc tế của trường và đợi họ xác nhận. Vậy bạn có thể làm gì nếu ngành bạn muốn học không phải là STEM? Thứ nhất, học xong ngành. Ví dụ ngành thứ nhất của bạn là Economics, không phải là STEM ở đa số trường. Vậy thì ngành thứ hai có thể là Statistics, chắc chắn là STEM. Nếu học xong ngành và bạn lên kế hoạch chọn lớp kỹ lưỡng cho từng học kỳ, bạn sẽ không phải trả học phí nhiều hơn việc học một ngành. Tuy nhiên, chắc chắn lượng bài vở sẽ căng thẳng hơn nhé. Ngày xưa, một người bạn của tôi học ngành khoa học chính trị và ngành toán. Ngành thứ nhất không phải là STEM, nhưng ngành thứ hai thì phải.
thì tốt nghiệp, bạn ấy vẫn có thể đi làm 3 năm và bạn ấy làm cho một công ty phân tích dữ liệu chính trị ở Washington DC. Trái lại, ngày xưa tôi cũng học xong bằng khoa học chính trị và tiếng Tây Ban Nha, nhưng ngành ngôn ngữ không thuộc khối STEM mà là ngành nhân văn. Cho nên là khi tốt nghiệp, tôi chỉ làm được 1 năm là cần bảo lãnh rồi. May mắn thay, công ty lúc đó đồng ý bảo lãnh nên tôi ở lại làm lâu hơn. Đối với các ngành thuộc nhóm chắc chắn không phải là STEM như History, Philosophy, Studio Art, tôi khuyên các bạn học xong ngành. Thứ hai, vận động trưởng khoa của ngành đổi CIP để biến nó thành một ngành STEM. Nhưng mà cách này thì chỉ có thể áp dụng đối với các ngành là STEM ở một số trường, nhưng không phải là STEM ở trường khác. Ví dụ năm 2021, College of Worcester đổi CIP của ngành Economics để biến nó thành STEM. Trong quá khứ, ngành Psychology không phải là STEM ở trường Wabash. Chỉ một vài năm trước, chính người bạn của tôi đã vận động khoa tâm lý của Wabash đổi tên CIP để biến nó thành STEM. Khi tốt nghiệp, bạn ấy đi làm 3 năm dễ dàng. Thứ ba, chọn nhóm STEM khi học lên thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nếu bạn theo lộ trình học một ngành không phải là STEM, trong thời gian đi làm 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học mà không được công ty bảo lãnh, thì có thể học lên thạc sĩ nhóm STEM. Với cách này, chi phí có thể rẻ hơn rất nhiều so với việc học song bằng. Đấy là còn chưa kể, nếu học tốt, bạn có thể xin học bổng cấp thạc sĩ. Và nên nhớ rằng, bằng thạc sĩ trở lên sẽ mở ra cho bạn con đường xin thẻ xanh rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp cao học, bạn được phép đi làm hệt như là khi tốt nghiệp đại học. Thời gian đi làm không cần bảo lãnh, tùy thuộc ngành bạn học ở bậc cao học. Để hiểu kỹ hơn về từng ngành học khi du học nước Mỹ, mời bạn tìm đọc Bước ra thế giới, đường tới nước Mỹ. Đây là quyển sách đầu tiên trên thị trường kết hợp đủ hai yếu tố, thông tin, cập nhật chi tiết, đầy đủ nhất và lời khuyên, hướng dẫn thực tiễn chuyên sâu. Bạn có thể đặt mua quyển sách tại tab sản phẩm bên dưới video nhé. Tóm lại thì du học Mỹ là một quyết định quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người. Đây không chỉ là hành trình học tập mà còn là một khoản đầu tư cho tương lai. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào, chúng ta đều mong muốn tối ưu hóa hiệu quả và thu về lợi nhuận cao nhất. Bằng việc nắm rõ tất cả các lợi ích của ngành học STEM, chúng ta có thể tối ưu hành trình đến với giấc mơ Mỹ của mình. Bạn nghĩ sao về chủ đề này? Comment chia sẻ với Spider Room ở phần bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng với Spider Room. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Mình là Khánh Linh. Bye!